đánh chấp. Đường này là đường đánh chấp quận 8. Bây giờ là 21 giờ 16 phút rồi. Bán bánh mì, bánh kem. Đây là cuộc sống hiện hữu ở thành phố Hồ Chí Minh, thành phố không ngủ của đất nước Việt Nam. Pizza Kim, bán hủ tiếu gõ, cháo lòng. Đây khúc này là mấy cái nhà này không có bán gì, người đóng cửa ngủ hết rồi. Đấy, bán đồ chay này. Rồi tiếp tục đường Nguyễn Thị Tằng, quận 8. Cửa hàng bánh mì. Đây là cây cầu chữ Y. Chào mừng tất cả các anh em trở lại với kênh Báo Số 5. Đây là series về cuộc sống Sài Gòn về đêm Việt Nam của thế kỷ 21, thập niên 2000. Đấy, cái cầu chữ Y này là có rất là nhiều người vô gia cư đấy. Đấy, ban ngày thì không đi, không thấy họ đâu ha. Ban ngày chắc có lẽ là họ đi đi kiếm, đi chặt ve chai, đi kiếm tiền rồi đấy. Còn ban đêm thì họ sẽ leo lên những cái cây cầu này. Đây là chỉ là một cây cầu của chữ Y để xếp thôi đó. Còn có những cái cây cầu khác đó, rất là nhiều người. Đó, họ có những cái hoàn cảnh khác nhau. Ăn uống nhậu nhẹt nè. Quán Tiger ABC. Wow, chỗ này à, ghê chưa? Hôm nay là thứ sáu đấy, thứ sáu là cuối tuần rồi. Đối với những người mà làm cơ quan nhà nước thì thứ sáu là ngày cuối tuần. Hầu như là thứ bảy thì không có, rất ít những người đi làm. Đây, quán này là sao ít khách thế? Phở. Bây giờ mình sẽ dạo qua. Đường này là đường gì? Đường Trần Hưng Đạo, quận 5. Wow, xe công nghệ Sun SM thì mình đã xếp hàng dài, hàng dài. Đó là đường Trần Hưng Đạo với ngã tư Nguyễn Văn Cừ.
Trần Hưng Đạo, quận 5 đây. Mọi người xem video yêu thích thì đăng ký theo dõi kênh nha. Cảm ơn mọi người đã xem video. Ở Sài Gòn này là ăn uống là cái việc mà có thể người ta ăn không phải một ngày ba bữa nữa mà là một ngày 4-5 bữa, hoặc là có những người mà đi làm về rồi ăn cơm rồi lại đi nhậu. Đấy, người ta đi nhậu. Bia hơi Hà Nội rất đông khách đấy, mặc dù bây giờ là nhà nước quy định là nồng độ cồn bằng không, nhưng mà điều đó thì không thể nào cản trở được người dân đi nhậu. Rồi đây là vòng xoay nè. Vòng xoay chỗ này là vòng xoay của Nguyễn Thị Minh Khai. Mình rẽ phải là đường Nguyễn Thượng Hiền, rẽ trái là đường Nguyễn Thị Minh Khai. Đấy, Nguyễn Thị Minh Khai về đêm cái kia. Ở đây là hai bên là có hai hàng cây ha, hàng cây cố thủ luôn, hàng cây sa cừ. Là có tuổi đời chứ cũng phải 80 năm nữa. Rồi mình rẽ trái vào đường Cao Thắng nè. Cao Thắng này mình sẽ đi đến đường Điện Biên Phủ. Cao Thắng này là thuộc về quận 3 rồi. Đấy, đường này có vẻ rất là nhộn nhịp, đông đúc. Ngã ba Võ Văn Tần. Quận 3 cũng là cái quận mà trung tâm đấy. Cả một con đường sôi động. Ở đây là người ta đi chơi, chiều lại là đi chơi. Đấy, giống như đây. Những cặp đôi yêu nhau thì họ sẽ dắt nhau đi chơi. Đi chơi trên những chiếc xe máy. Công nhân vệ sinh môi trường
công nhân thu gom rác. Còn đây là đường Điện Biên Phủ. Công nhân vệ sinh môi trường. Mình đang đi vào một con hẻm để thông qua đường 3 tháng 2. Thank you.
cầu. Tới khúc này mới có ánh sáng.
Thôi cho đây là người ta ăn nhậu quá trời luôn.